Hạnh phúc ngày trở lại trường, cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu. Nó luôn ban tặng cho ta nhiều điều thú vị, nhiều bất ngờ, mở ra cho ta một thế giới mới để khám phá. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là khi ta được trở lại trường. Khi còn bé tơ, được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng, phòng bế, chiều chuộng, ta thấy thật hạnh phúc biết bao. Với ta lúc ấy, gia đình thật sự là thiên đường của hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, nhìn thấy các anh chị cắp sách đến trường với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ta tò mò tự hỏi còn có nơi nào vui hơn thiên đường ở nhà. Rồi cũng đến ngày ta hồi hộp, được mẹ đeo vào vai chiếc cặp nhỏ xinh, dắt ta tới trường. Bàn chân nhỏ xíu của ta bước qua cánh cổng trường trước mắt đầy yêu thương hy vọng của mẹ. Ta đọc được trong ánh mắt ấy lời động viên, vững vàng lên con, tự tin lên con, một thế giới mới biết bao điều kỳ diệu đang chờ con ở phía trước. Trong thế giới ấy, chúng ta được học tập, được thầy cô truyền đạt kiến thức, sẵn sàng chia sẻ tâm tư tình cảm, những lời hỏi han dịu dàng ân cần mỗi khi ta bị bệnh ốm hay gặp chuyện buồn, đã cho ta thấy thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta. Và bất chợt ta nhận ra hạnh phúc đơn sơ, đơn giản vô cùng. Không những thế, ta còn được vui chơi, được học tập, sinh hoạt, được chia sẻ buồn vui với các bạn bè để quên hết những âu lo sau những giờ học mệt mỏi, căng thẳng. Ấy thế, khi dịch Covid vừa kéo đến, nó đã làm ta xa cách mái trường thân thương. Chúng ta phải thích ứng với hoàn cảnh bằng cách học tập online. Ta lại được gặp những bạn bè thân thiết, cô giáo, thầy giáo mới. Những câu chuyện muốn nói, những món quà nhỏ, những công việc hàng ngày đơn giản của ta có thể làm trong ngày 20 tháng 10 của cô và mẹ trở nên ấm áp hơn sau những giờ học online. Và từ đó ta thấy cuộc sống mới hạnh phúc và đáng yêu làm sao. Chúng ta luôn ghi nhớ và trân trọng những gì người khác mang lại cho mình. Họ luôn biết giữ gìn và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống, trong xã hội. Lòng biết ơn được biểu hiện bằng những nghĩa cử cao đẹp, từ tấm lòng của những nhà hảo tâm, sự quan tâm của phòng giáo dục và nhà trường, luôn quan tâm đến các bạn học sinh, mang đến cho các bạn những món quà nhỏ như thiết bị, sách vở, sim 4G để giúp các bạn có điều kiện học tập. Để có được cuộc sống tự do, hòa bình như ngày hôm nay, biết bao người anh hùng đã ngã xuống, quyết tử cho tổ quốc hy sinh, biết bao chiến sĩ áo trắng ngày đêm tận tình cứu chữa, giúp những người bệnh nặng qua cơn nguy kịch, hay những chú bộ đội đi chợ hộ, giúp dân chạy lũ. Công việc của họ rất thầm lặng và bình dị. Trong cuộc đời mỗi chúng ta được thầy cô dạy dỗ những điều hay lẽ phải, chúng ta có đủ hành trang bước vào đời. Và ngày 20 tháng 11 hàng năm trở thành dịp để các em học sinh và phụ huynh thể hiện sâu sắc lòng biết ơn những người thầy đã hết lòng giáo dục các em nên người. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng và phát huy được tối đa ưu thế của nó. Có như vậy, chúng ta mới cảm thấy được cuộc sống này thật sự có ý nghĩa và vô cùng hạnh phúc. Không đến trường nhưng không ngừng học, chúng ta vẫn trau dồi kỹ năng, nâng cao hiểu biết, học tập online. Chúng ta được xây dựng và phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách. Mỗi quyển sách, một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một giá trị nhân văn, những cánh thiệp yêu thương, những lời chúc ấm áp được các bạn học xin trân trọng gửi đến những thầy giáo, cô giáo thân thương nhất. Còn chờ đợi gì nào? Một hành động, một lời nói, hãy chia sẻ yêu thương nhé. Hạnh phúc ngày trở lại trường.